Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam không thể quay lưng với Trung Quốc. Đó là một lời phát biểu của một quan chức thành phố Hồ Chí Minh mới đây nói rằng Việt Nam không thể quay mặt đi khi đương đầu với Trung Quốc. Trong khi một chuyên gia nước ngoài nói rằng Bắc Kinh đang đẩy Hà Nội vào thế khó. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được truyền thông trong nước trích lời nói với các cử tri hôm 15 tháng 10 về các vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng chưa bao giờ lực lượng hải quân Việt Nam hùng mạnh như bây giờ. Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi, ông Nhân, một ủy viên Bộ Chính trị, nói theo Infonet, trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được cho nói thêm rằng Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phương án, lúc nào cần thiết sẽ sử dụng, nhưng mỗi bước cao hơn kèm theo sự căng thẳng hơn nên cần phải cân nhắc. Bình luận của lãnh đạo Trung tâm Tài chính của Việt Nam được đưa ra một ngày sau khi có tin chưa được Hà Nội xác nhận, nói rằng tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên khoảng 120 km. Về diễn biến này, ông Murray Hiebet, chuyên viên cao cấp về Biển Đông và Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Washington, nhận định rằng đó là thông điệp của Bắc Kinh về việc tiếp tục củng cố tuyên bố quyền chủ quyền ở Biển Đông. Việc Trung Quốc sử dụng tàu thăm dò ở bãi Tư Chính là một chỉ dấu cho thấy rằng Trung Quốc cảm thấy có quyền thăm dò dầu khí trong đường đứt khúc chín đoạn, tức đường lưỡi bò, kể cả việc đó có ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Hiebet nói. Điều này đẩy Việt Nam vào một tình thế khó khăn vì sau các cuộc áp lực về hải quân của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những tháng gần đây, các công ty dầu khí nước ngoài sẽ ngày càng cảm thấy lo lắng khi ký hợp đồng với Việt Nam vì lo ngại rằng họ sẽ phải gánh chịu áp lực quân sự lớn. Nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng một mặt Trung Quốc luôn nói với lãnh đạo ở Đông Nam Á rằng họ không nên lo lắng vì các tham vọng của Trung Quốc hoàn toàn ôn hòa, nhưng mặt khác họ cũng cho thấy rõ rằng họ sẽ bảo vệ và chiếm giữ những gì mà họ coi là của mình, đặc biệt là ở Biển Đông. Chuyên gia của CSIS nêu ví dụ về việc Trung Quốc đưa các tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và xe tăng qua Bắc Kinh trong cuộc diễu hành nhân dịp 70 năm ngày Quốc khánh hồi đầu tháng này. Các chuyên gia khác từng nhận định rằng hành động phô trương vũ khí đó đe dọa gián tiếp Việt Nam. Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân nói về việc không thể quay mặt đi với Trung Quốc. Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập với cử tri vấn đề tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, nói thêm rằng hay gì mà gây căng thẳng vì cả đôi bên cùng thiệt hại. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng đồng thời phải giữ ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định tốt như thế này, phải giữ lên nó, ông Trọng nói theo báo Thanh Niên. Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên gân lên và ra giả ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à, vô trách nhiệm à? Trong chuyến thăm Nepal mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình được truyền thông Trung Quốc dẫn lời cảnh báo rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ bị đập tan. Một số chuyên gia cho rằng đây không chỉ là lời cảnh báo đối với nhân dân Hồng Kông mà còn cả với các quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Chỉ có những tên Việt gian được lòng Bắc Kinh thì mới được ngồi ghế cao trong Đại hội Đảng Cộng sản 13 tiếp tới. Và bây giờ, cuộc đua Việt gian lấy lòng Hán tặc đang được rầm rộ chạy nước rút. Việt gian Nguyễn Thiện Nhân là một trong những đám ngựa ba đình này. Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 5 Thành Hồ vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố chưa bao giờ lực lượng hải quân hùng mạnh như bây giờ. Tuyên bố này được báo chí lề đảng gọi là những chia sẻ thẳng thắn về tình hình Biển Đông và các đối sách của Việt Nam trước những hành động xâm lược chủ quyền của Trung Quốc. Hải quân hùng mạnh.
Không mạnh thì sao, tàu cộng ngang nhiên hoành hành ở bãi Thư Chính như chỗ không người trong suốt mấy tháng qua. Nếu hùng mạnh thì lực lượng hải quân đang bám ở đâu khi tàu cá QNA 90569 TS gặp nạn tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thì Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao phải gửi công hàm để xin tàu cộng cứu hộ ngư dân Việt. Nếu hùng mạnh thì hùng mạnh để làm gì khi Nguyễn Thiện Nhân cũng giống như các lãnh đạo chóc bù khác chỉ chọn một đối sách duy nhất và rất hèn. Việt Nam cần làm cho quốc tế hiểu về vùng biển, làm rõ tính chính nghĩa của mình, dựa vào các công ước quốc tế để giải quyết, đồng thời duy trì kênh đối thoại. Nếu muốn cho quốc tế hiểu, muốn làm cho rõ thì tại sao ngay tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh không dám nêu tên tàu cộng và bãi Thư Chính đang bị xâm lược? Tại sao tại đại hội Hội nghị Trung ương 11, nơi tập trung toàn bộ thành phần cai trị cho Bu, Nguyễn Phú Trọng đã giải quyết hiểm họa bị xâm lược theo kiểu rất rụt rè, mơ hồ với tư duy ngồi phóng lạnh, bảo vệ Tổ quốc. Phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới trong và ngoài nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi, cần nắm bắt những khó khăn, thách thức. Những câu hỏi trên được chính Nguyễn Thiện Nhân trả lời, dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, có nghĩa là nếu tàu cộng chiếm trọn Biển Đông, chiếm trọn đất liền thì Nguyễn Thiện Nhân cùng với bầy đàn của ông ta là Nguyễn Phú Trọng cũng cương quyết âu yếm nhìn quân xâm lược để đối thoại. Nói về đất liền, Nguyễn Thiện Nhân đã đụng trần đỉnh cao lếu láo, đất yên mới có điều kiện tập trung giữ biển tốt. Kết quả phân định biên giới trên bộ là thành quả hàng ngàn năm chưa khi nào có được. Hàng ngàn năm chưa bao giờ có được tình trạng bất ải Nam Quan, ngàn năm chưa bao giờ mất đất vùng biên giới Việt Bắc, một diện tích bằng tỉnh Thái Bình, và Nguyễn Thiện Nhân gọi thành quả dâng ải, dâng thác, dâng đất cho giặc là thành quả ngàn năm. Nguyễn Thiện Nhân đích thị là một Việt gian cộng sản, không những chỉ gian mà còn láo, láo khoét khi mà hải quân thì hèn mạt bám bờ mà cho đó là hùng mạnh. Câu nói của Nguyễn Thiện Nhân, chưa bao giờ lực lượng hải quân hùng mạnh như bây giờ, chỉ cần bỏ ba chữ cuối là chính xác với thực tế, chính là chưa bao giờ lực lượng hải quân hùng mạnh. Nhưng suy cho cùng, nếu hải quân Việt Nam có muốn hùng thì cũng phải hèn. Hải quân Việt Nam có ngang tầm với hải quân của các cường quốc đi nữa thì dưới vòng kim cô lãnh đạo đê hèn của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn tay sai, lực lượng này cũng chỉ là công cụ phải chấp nhận chủ trương bán nước của Đảng. Hùng mạnh hay hèn kém, bám bờ hay giữ biển thật ra không do lực lượng hải quân quyết định. Mất biển không phải là do những người lính, mất biển không phải vì hải quân có tàu nhỏ, súng không to, mất biển là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã bóp nghẹt và diễn chết ý chí chiến đấu của quân đội bằng chủ trương đầu hàng, bằng tư duy Việt gian bán nước như của Nguyễn Thiện Nhân. Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi. Tại sao một bí thư thành ủy lại gom cử tri lại để nói chuyện Biển Đông? Tại sao phải tuyên bố dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi? Tại vì chỉ những tên Việt gian được lòng Bắc Kinh thì mới được ngồi ghế cao trong đại hội 13 sắp tới. Và bây giờ cuộc đua Việt gian lấy lòng hắn tặc đang được rầm rộ, chạy nước rút. Việt gian Nguyễn Thiện Nhân là một trong những đám ngựa ở Ba Đình. Nhân không phải là họ Nguyễn, tên đầy đủ của Nhân là Hán Thiện Nhân, chỉ có tên phải chính xác như vậy với giải thích nổi những phát ngôn siêu phản quốc của Nhân dưới mắt người dân Việt. Nhân đích thị là người Tàu nói giọng Việt, mới mở miệng nói ra những lời và làm tất cả người Việt khắp nơi phải cúi đầu đỏ mặt vì xấu hổ nếu thực sự Nhân quả là người Việt Nam. Cả một dãy giang sơn gấm vóc hình thành từ ngàn đời đã bị Trung Cộng gặm nhấm dần ngay trước mắt. Như thế, hiển nhiên như thế mà Nhân nói kết quả phân định biên giới trên bộ đã thành quả ngàn năm chưa khi nào có được. Như hàng ngàn năm chưa khi nào có được ấy, chúng tôi hôm nay vẫn còn là người Việt Nam và Tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn trong suốt hàng ngàn năm. Tổ quốc đã mất
nhiều phần đất và biển đảo chỉ ở dưới thời Đảng Cộng sản của Nguyễn Thiện Nhân và đồng đảng của ông ta. Nhờ hàng ngàn năm chưa khi nào có được ấy, nếu đích thị Nhân là người Việt Nam thì tổ tiên và con cháu Nhân phải cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhân và đồng đảng muốn bám lấy quyền lực cai trị và đó là một chuyện dễ hiểu. Nhân muốn bán nước là chuyện cũng có thể hiểu, vì lịch sử các nước không thiếu gì những kẻ mại quốc cầu vinh, nhưng mất những phần đất và biển của quê hương mà Nhân tự hào hàng ngàn năm chưa khi nào được như thế thì Nhân không phải là kẻ phản quốc, Nhân là người Tàu. Nhờ hàng ngàn năm chưa khi nào có được những tên Nhân như ngươi, Việt Nam mới trường tồn trong hơn 4.000 năm và chúng tôi vẫn là người Việt Nam. Hãy cút ngay về bên Tàu hỡi những tên Hán gian, tên Thiện Nhân kia. Cút ngay và nhớ mang theo mồ mả của tổ tiên và chó con họ Hán của ngươi. Hỡi tên Hán giam phi nhân phi cầm thú kia, Nguyễn Thiện Nhân. Tại sao một bí thư thành ủy lại gom cử tri lại để nói chuyện Biển Đông? Tại sao phải tuyên bố dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi? Tại vì chỉ những tên Việt gian được lòng Bắc Kinh thì mới được ngồi ghế cao trong đại hội đảng 13 sắp tới. Và bây giờ cuộc đua Việt gian lấy lòng Hán tặc đang được rầm rộ chạy nước rút. Việt gian Nguyễn Thiện Nhân là một trong những đám ngựa ba đinh đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.